gian. Hôm nay là buổi học đầu tiên của năm học mới. Chúng ta mới nghỉ Tết xong. Thì buổi đầu này này, chúc các bạn là chúng ta có nhiều sức khỏe. Bạn nào đi làm hay đi học nữa thì chúng ta cố gắng sau giờ đi làm chúng ta đến đây học. Thì chúng ta sẽ tập trung một chút để học sao cho bài học thành công hơn. Về các bạn làm cũng sẽ hoàn hảo hơn ha. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu với các bạn hai món về dê. Món thứ nhất là cà ri dê, món thứ hai là món dê rang muối. Ở đây thì thầy có cái đùi dê, có cả xương cả sườn ha. Cái này là đùi sau. Bây giờ thầy sẽ lọc thịt ra, chúng ta lấy cái phần thịt không đó để chúng ta để làm cái món dê rang muối, còn cái phần xương sườn với lại xương đó chúng ta sẽ nấu cà ri. Đây là thành phần nguyên liệu của các cái của món dê rang muối này. Muối ở đây các bạn không có, nhiều khi các bạn tưởng tượng là muối hột hay muối iốt chúng ta ăn hàng ngày, nhưng thực chất nó không phải là muối đâu. Muối này là cho những người đầu bếp mình sáng chế ra từ các cái nguyên liệu như là gạo nếp, cái hoài sơn ở trong vị thuốc bắc, kết hợp với đậu xanh, với lại bột chiên xù, với lại cái gia vị của chúng ta nữa để tạo nên một cái hỗn hợp muối. Cái hỗn hợp muối này, ngoài cái vấn đề các bạn làm món dê rang muối, chúng ta có thể làm được gà rang muối, tôm củ muối, tôm. Đây là một loại muối truyền thống thôi, bây giờ nó có nhiều loại muối khác. Đây là món nguyên liệu của cái món cà ri dê. Thì nếu nói đến cà ri thì chúng ta phải biết là phải có cái bột cà ri để chúng ta nấu các cái gia vị và các cái nguyên liệu đi kèm như là giềng, xả, hành, tỏi, ớt. Bên cạnh đó cái để nấu cái cà ri về thịt đỏ như là dê, bò hoặc đó, chúng ta có thể sử dụng thêm chao, chao trắng và chao đỏ. Kết hợp đó chúng ta sẽ có thêm một để cho khử được cái mùi hôi của dê, nó bớt được mùi hôi của dê trong cái món cà ri đó và dậy được cái mùi cà ri nữa, chúng ta sẽ kết hợp thêm vào đó cái trái thảo quả. Có những người đầu bếp người ta cho, có những người người ta không cho, nó không có ảnh hưởng gì đến cái món cà ri cả, nhưng nếu chúng ta cho vào đó thì nó sẽ dậy được cái mùi hơn. Cái nguyên liệu, cái rau mà để ăn kèm với là cái cà ri đó thì để cho thẳng vào trong cà ri, chúng ta có sử dụng cái khoai lang. Khoai lang có một loại khoai lang vàng dùng để nấu cà ri, thêm đậu bắp, cà tím với đậu bắp. Có những người đầu bếp thì cái rau này chúng ta không có bắt buộc và nó phải như thế. Có những người người ta thích ăn cái củ mì, người ta sẽ cho củ mì. Một phần tư của cà phê hạt nêm, làm một phần tư muỗng canh hạt nêm. Chúng ta chỉ ướp sơ để cho nó ngấm gia vị vào thịt, và tí chúng ta sẽ tháo muối bên ngoài thì nó sẽ không làm, không ướp thì nó bị lạc. Chúng ta chỉ ướp đây hạt nêm, một ngọt và tiêu. Hai muỗng chuột năng trộn đều lên. Đây ăn
còn đang chúng ta chỉ cần da nó nóng, sờ tay vào nó nóng lên là được, không nó cháy hết á. Để tạo cái độ giòn lâu hơn. Chúng ta tiếp câu một chút xíu hạt lên rồi. Để nó ngâm. Lúc nào chúng ta chiên chúng ta sẽ áo bột luôn, chân khô cái chiên luôn. Bây giờ các bạn áo bột, các bạn chưa chiên để vết này. Ta cần một cái lượng dầu nó phải gấp 4, gấp 5 lần cái lượng nguyên liệu nhé. Đó, thì dầu nó vừa nóng tới, chúng ta cho chúng ta chia thành chân tỏi bây giờ nó có vị nó nhạt 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 sao đấy. Khi ở ngoài các bạn ăn cảm thấy nó không có cái vị đắng đắng đấy, nó là hành sấy thôi. Thank you.
đúng không? Ừ. Cái này các bạn phải chiên hai lần nữa đúng không? Phải cả nhà ra muối để tôm vậy. Cái đầu tiên này các bạn phải chiên hai lần nữa mới ngon. Cái này nếu với gà rang muối hay món này ở nhà hàng người ta sẽ gói trong giấy bạc để giữ nó nóng hơn. Còn giòn đó, ta sẽ được cái món rang muối cho lại đây con thứ hai luôn. Chào giao cho mọi người.